Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay tại Kỳ Lân, đó chính là chiếc đồng hồ Frankmuller Vanguard V32 Color Lavender. Với thiết kế tinh tế và màu sắc tươi sáng, vỏ đồng hồ được làm bằng chất liệu thép không gỉ, kích thước 32mm và dây cao su kết hợp với da cá sấu màu tím vừa vặn với cổ tay nhỏ nhắn của các quý cô. Đặc biệt là đồng hồ được đính phun kim cương thiên nhiên. Mặt kính sapphire chống va đập cực tốt và chống nước lên đến độ sâu 30m. Frankmuller Vanguard V32 Color Lavender là lựa chọn hoàn hảo của các quý cô xinh đẹp muốn nói lên sự quý phái của mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.